Mitsubishi Pajero Sport giảm giá mạnh tại đại lý, bản Base, còn 920 triệu ngang Territory, dọn kho chờ mẫu mới ra mắt. Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, giá xe Pajero Sport duy trì mức giảm từ 210 triệu đến 270 triệu cho hai phiên bản. Giá bán thực tế của Pajero Sport bản là 920 triệu, còn bản hai cầu có giá 1,095 tỷ đồng. Người bán cho biết mức giảm này áp dụng cho xe có năm sản xuất 2023 và thuộc model 2024. Pajero Sport model 2024 có một chút khác biệt bản cũ ở các chi tiết màu đen thể thao như mặt lưới tản nhiệt, bộ mâm, nóc, cánh gió và thêm cảm biến áp suất lốp. Màu sơn đỏ đang có giá thấp nhất tại đại lý. Màu trắng có giá cao hơn vài triệu đồng tùy nơi. Trước đó, từ giữa năm nay, giá Pajero Sport đã được giảm ngang với giá hiện tại. Tuy nhiên, lô xe đó là bản cũ hơn và chỉ màu kén khách như màu nâu. Trong khi đó, Mitsubishi Motors Việt Nam cũng đưa ra chương trình khuyến mãi lớn cho Pajero Sport với hỗ trợ 100% trước bạ cùng quà tặng là phiếu đổi nhiên liệu 30 đến 35 triệu đồng. Đại lý đưa ra mức giảm nhiều hơn, có thể để dọn hàng tồn đón mẫu mới sắp về. Mitsubishi Pajero Sport là mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời. Cùng phân khúc mẫu xe này còn có Ford Everest và Toyota Fortuner. Giá xe hiện tại chỉ ngang Territory, 929 triệu đồng mẫu xe phân khúc dưới của Everest. Xe dùng động cơ diesel 2.4 lít, kết hợp số tự động 8 cấp và tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hai cầu. Trang bị tiện nghi trên mẫu SUV này có màn hình 8 inch cảm ứng, điều hòa tự động hai vùng, phanh đỗ điện tử, công nghệ an toàn của xe nổi bật với gói ADAS, camera 360 độ và 7 túi khí. Động thái dọn kho từ phía đại lý có thể mở đường cho mẫu mới sắp ra mắt. Chiếc Pajero Sport bản facelift mới đã được bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải. Tuy nhiên, phía hãng xe Nhật vẫn chưa hé lộ gì về mẫu mới này. Đối chiếu với Pajero Sport 2024 đã có mặt tại một số quốc gia Đông Nam Á khác, có thể thấy bản nâng cấp lần này sẽ không có thay đổi quá nhiều. Lưới tản nhiệt phía trước và cản sau được thiết kế lại. Bộ mâm có giao diện mới. Nội thất bản mới của Pajero Sport có thay đổi lớn nhất ở vô lăng giống Triton vừa ra mắt. Đồng hồ sau vô lăng giờ chuyển thành màn hình điện tử toàn phần. Mặc dù vậy, thiết kế chung vẫn không đổi quá nhiều khi vẫn dùng màn hình 8 inch cảm ứng và cụm nút bấm cơ học như cũ. Bản mới hứa hẹn sẽ nâng cấp công nghệ an toàn khi có 10 túi khí.